Đố đây, đố bị đau đây. Đố mà đi bệnh viện trung ương khám về đây. Mày nội thấy đố không? Mẹ thấy đố không? Cái mặt đố này buông sổ này. Cương nội rồi. Xương chọc cơ cho cương nội rồi. Ổn lại rồi. Nhỏ xíu. Nóng lắm. Đồ sọc 40 độ luôn đó nghe. Hôm nay đồ đi khám. Bác sĩ nói đồ bị viêm hô hấp trên. Mặt buông xó này chứ. Buông cũng cười luôn. Tọp mà tọp rồi. Mà đục tọp rồi. Lâu đi học không? Lâu đi học không? Hay đâu coi cái video của đố đó. Ai? Mặt nhăn đi. Chụp bíp. Đau quá. Có ai muốn sửa thăm đố không? Đố thêm muốn sửa lắm. Đố thêm muốn sửa lắm. Có ai muốn sửa thăm đố không? Có ai muốn sửa thăm đố không? Đây này quay. Đồ xanh sao? Cái miếng đây. Xe ngồi uống sữa hả? Xe ngồi uống sữa là nhá.